Hắc ám Tây Du hồi thứ 19, Xích Khao Mã Hầu. Dù sự tình có diễn biến như thế nào thì Tôn Ngộ Không thực sự đã hoàn toàn kiệt lực. Thế nhưng phía đối diện, Như Lai cũng vẫn không yên lòng, đều luôn cảm thấy chỉ sau một khắc, cái con khỉ này sẽ còn đứng lên lần nữa. Như Lai liền vận thần quang, dò xét thêm một lần, kết quả đều giống như những lần trước, hắn còn chưa chết. Thế nhưng là khí tức trong người cực độ hỗn loạn, mà lại cũng đã hấp hối. Cứ bất động chờ đợi cũng không phải là biện pháp. Sau đó, Như Lai cho gọi mấy Phật binh tiến lên kiểm tra một phen. Mấy Phật binh thận trọng đem Tôn Ngộ Không kéo lên, nửa quỳ nửa đứng trước mặt Như Lai. Thời khắc này đây, Như Lai mới thực sự yên tâm. Xem ra con yêu hầu này đúng thật là không ngóc đầu dậy nổi. Như Lai ngồi trên liền tọa chậm rãi tiến lên. Lúc này Tôn Ngộ Không vốn đã hôn mê, đột nhiên mở to hai mắt, máu từ con người trào ra đỏ thẫm, nhìn địch nhân mà phóng tới hung quang. Thế nhưng trong đó lại xen lẫn hối hận cùng cừu hận. Như Lai, chỉ cần ta lão tôn không chết, ta nhất định muốn giết ngươi, diệt Linh Sơn. Tê tâm liệt phế hò hét, thậm chí bởi vì dùng lực quá mức, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Thời khắc này, Tôn Ngộ Không thực sự kiệt lực, chỉ là miệng cọc gan thỏ. Như Lai không còn sợ hãi, liền lấy lại dáng điệu uy phong thường ngày. Sức mạnh của y hầu quả thực là khó bề mà tưởng tượng. Chỉ dùng vào sức mạnh một người mà đổ sát hơn 120 vạn Phật binh. Sau đó lại lần nữa bạo phát, một người một gậy xâm nhập vào bên trong hàng ngũ chúng Phật. Với thân ảnh nhanh như thiểm điện, khiến Phật binh vô pháp chống đỡ. Có trời mới biết, con yêu hầu này vì sao lại có thần thông lớn đến như vậy. Giết hại Phật binh còn dễ nói, chúng Phật còn có thể hiểu được. Thế nhưng, điều họ không thể chấp nhận nổi chính là, làm sao hắn có thể dùng tốc độ bá đạo như vậy mà tấn công Phật Đà. Đó cũng đều là những cao thủ hàng đầu trên Linh Sơn, cơ hồ có thể đứng ra mà đại diện cho sức mạnh của Phật môn. Tuy nhiên, lại bị một con yêu hầu mặc sức đổ sát, chẳng có khả năng mà kháng cự. Yêu hầu đã đạt đến tốc độ không thể tưởng tượng nổi, đó là tốc độ của tư duy, tức là nghĩ tới liền đến. Mà điều càng làm cho mọi người hoảng sợ là Tôn Ngộ Không, lần thứ hai bạo phát thực lực đại trướng, hắn không hề lựa chọn đánh chết một người, mà chính là đả thương tất cả. Đừng tưởng rằng Tôn Ngộ Không chỉ vòn vẹn đoạt đi hai cánh tay, cái mất đi cũng chính là một phần linh hồn, trừ phi về sau có thể tìm tới thiên tài địa bảo để bù đắp, nếu không cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm người tàn tật. Nếu như vậy, đã làm thực lực của Phật môn giảm đi 3 phần. Nếu như Tôn Ngộ Không chọn lựa triệt tiêu hoàn toàn một đối thủ, với tích tắc thời gian như vậy, nhiều nhất cũng chỉ giết được một Phật Đà có thực lực trùng đẳng mà thôi. Chút tổn thất này đối với Phật môn mà nói hoàn toàn không đáng để lưu tâm. Sau khi thông suốt điểm này, Như Lai nhìn bao quát tất cả chúng Phật dưới trướng, biểu lộ một ánh nhìn giận dữ. Xem ra, quả thực là vẫn còn xem thường Tôn Ngộ Không. Yêu hầu, không thể không thừa nhận, hiện tại, những gì ngươi vừa gây ra, đủ để ta xem ngươi là đại địch của Phật môn. Yên tâm đi hầu tử, ta sẽ không tìm cách giết ngươi, cũng chẳng tìm cách mà chế ép ngươi. Ta sẽ cho chúng Phật Đà hút khô linh vận của ngươi, sau đó đem ném ngươi vào nhân gian. Từ một bậc kim tiên đại thần, rơi xuống thành một con kiến hôi đồng dạng phàm nhân. Cảm giác này khẳng định khó chịu. Như Lai lão nhi, ta chỉ hỏi ngươi, sư phụ ta đâu? Ha ha, ngươi muốn gặp Kim Thiền Tử, được, ta liền cho ngươi tọa nguyện. Di Lặc Phật đem Đường Tam Tạng ném ra, ta muốn để Đường Tam Tạng tận mắt xem chúng ta hút khô đại đồ đệ của hắn. Sau đó, Di Lặc Phật vung tay lên, một luồng kim quang xuất hiện. Khi ánh sáng tan đi từ trước mặt Tôn Ngộ Không, xuất hiện một kim nao. Khi kim nao mở ra, chỉ thấy Đường Tam Tạng một thân máu tươi, khuôn mặt tái nhợt ở bên trong, hiển nhiên cũng là thụ thương cực nặng. Sư phụ, ta là Tôn Ngộ Không, ta là Tôn Ngộ Không. Theo tiếng Tôn Ngộ Không hét lên, Đường Tam Tạng ung dung tỉnh lại, chỉ là thương thế quá nặng, dù có đứng dậy cũng chẳng có cách nào bước đến. Ngộ Không, Ngộ Không, ngươi ở đâu? Ngươi không sao chứ? Ba vị sư đệ của ngươi đâu? Bọn họ đều tốt cả. Sư phụ, ngài nhìn không thấy ta sao? Ta đã ở trước mặt ngài đây. Bát giới bị bắt sống chết còn không rõ, mà xa sư đệ cùng với Cầu Trần Đại Đế đồng quy vu tận. Tiểu Bạch Long không sao, bất quá chỉ bị Như Lai bắt lại. Nói xong, khóe mắt Tôn Ngộ Không chảy xuống hai hàng máu và nước mắt. Vi sư không sao, chỉ là hai mắt đã bị mù, không có gì đáng ngại. Ngộ Tĩnh đã chết rồi sao? Ngộ Không, người mau chạy đi, vi sư đoạn hậu cho người, mau chạy đi. Còn không đợi Tam Tạng nói hết câu, Như Lại đã bấm thủ ấn, một đạo liên hoa xuất hiện phía trên, rồi từ từ chui vào trong đầu hắn. Chính mình tự thân còn khó đảm bảo, còn muốn vì con khỉ ngang ngược mà đoạn hậu. Đường Tam Tạng, năm đó, người thân là đại đệ tử dưới trướng ta, thế nhưng
lại dám phản đối kế hoạch của ta. Bây giờ trong bộ dáng này, ngươi còn không hối hận? Chúng Phật Đà chuẩn bị kết hấp linh trận, hút khô tiên thiên linh vận của Tôn Ngộ Không. Sau đó, các Bồ Tát La Hán cùng Phật Đà cùng nhau nhảy ra tứ phía, hiện lên lục mang tình đứng vững, trong tay đồng thời kết động pháp quyết. Sau một khắc, từ trên thân mỗi người kéo dài ra một đạo ánh sáng màu trắng bạc. Tia sáng này sau cùng hội tụ trước người Như Lai, thành một cái lục mang tình thu nhỏ. Sau đó, liền chụp lấy trên đầu Tôn Ngộ Không, một tiếng cực kỳ bi thảm phát ra từ miệng yêu hầu, thất khiếu máu chảy đầm đìa. Một đạo hỗn độn nguyên khí màu trắng ngà như sữa từ đỉnh đầu phiêu tán mà ra, để mọi người hút vào nội thể. Đúng lúc này, Đường Tam Tạng vốn đã hoàn toàn bị phong ấn, đột nhiên quát lớn lên một tiếng: "Dám đả thương đồ nhi của ta, thật đáng chết!" Sau đó, toàn bộ không gian trống rỗng xuất hiện vô số huyết sắc cánh hoa. Rất nhanh, cánh hoa tức thì tràn ngập. Hai mắt thấy huyết sắc cánh hoa tràn ngập, Như Lai bất giác giật mình, bởi vì chúng Phật bố trí hấp linh trận vậy mà vô pháp vận chuyển, khiến Như Lai vừa kinh vừa sợ. Thế nhưng thời điểm Như Lai định dùng đại pháp lực xóa tan đi hết cánh hoa, thì phát hiện đại bộ phận cũng đang từ từ mà biến mất. Rất nhanh, một trời hoa tiêu biến vào hư không như chưa hề xuất hiện bao giờ. Như Lai nhìn về phía hấp linh trận, bỗng nhiên một cỗ nghịch huyết phun ra, thậm chí không có xóa đi máu tươi trên khóe miệng. Như Lai ngửa mặt lên trời hô to: "Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, coi như ta triệt để lục soát toàn bộ tam giới, cũng phải tìm ra các ngươi, đem các ngươi nghiền nát thành tro bụi." Thì ra Đường Tam Tạng thừa dịp lúc mọi người không chú ý, đột nhiên phát động độ hóa liên hoa, thừa cơ cứu Tôn Ngộ Không đi khỏi. Thời khắc Như Lai tức giận đến tột đỉnh, phía chân trời một đạo kim quang xẹt qua, chính là Như Lai truyền lệnh Phật binh, tất cả cùng truy tìm hai kẻ vừa trốn thoát. Sắc lệnh còn chưa dứt, một tên Phật binh đã lảo đảo hạ xuống, tất cả mọi người đều thất sắc. Thì ra Phật binh này một thân đầy vết thương chẳng chịt. Khẩn cấp quân báo Linh Sơn thất thủ, Tây Vương Mẫu mang theo đại quân Thiên Đình cùng liên minh với yêu tộc kéo đến 230 vạn người đánh lén Linh Sơn. Bởi vì đại bộ phận Phật binh cùng theo Phật tổ xuất chinh, Linh Sơn chỉ có không đến 50 vạn Phật binh trấn thủ. Hiện tại chúng đã lập tức công phá Đại Hùng Bảo Điện. Thuộc hạ may mắn trốn thoát đến đây, xin Phật tổ lập tức rút quân về, nếu không Linh Sơn e rằng khó giữ. Lời vừa dứt, Phật binh truyền tin cũng đã chết. Thời khắc này, Như Lai cảm thấy trong lồng ngực bị một luồng liệt hỏa thiêu đốt, hộc hộc hộc, khóe miệng phun ra ba cỗ nghịch huyết, rồi liền đó vì quá tức giận mà lập tức ngất đi. Thì ra Tôn Ngộ Không cũng không phải không có phòng bị, Tây Phương Giáo Thiên Đình cũng không phải không có sự chuẩn bị nào. Thời khắc Tôn Ngộ Không dẫn theo đại quân tấn công Liên Thiên Đình, đã lệnh cho Xích Khảo Mã Hầu làm nguyên soái, xuất lĩnh 100 vạn đại quân yêu tộc theo đường vòng tiến đến Linh Sơn. Nếu thời điểm Tôn Ngộ Không đem quân tiến đánh Thiên Đình, phía Tây Phương Giáo có dị động, thì lập tức mệnh lệnh đại quân ngăn cản phòng ngừa Như Lai, chờ yêu tộc cùng thần tộc lưỡng bại câu thương mà đến chiếm lấy Thiên Đình. Thế nhưng Tôn Ngộ Không cũng không ngờ đến Như Lai không phải xuất binh tại Linh Sơn, thời điểm thần tộc và yêu tộc còn chưa khai chiến, 500 vạn Phật binh đã ẩn thân gần kề Thiên Phủ. Vậy nên Xích Khao Mã Hầu mới không hề thông báo đến Tôn Ngộ Không rằng Phật binh đại quân cũng đã kéo đến Thiên Đình. Mà phía thần tộc cũng chẳng phải không có tính toán, kỳ thực họ đã sớm biết yêu tộc sẽ tấn công Thiên Phủ, chỉ là Thiên Đình vốn có tự tin rằng họ có thể đẩy lùi yêu tộc, chỉ là đối với Tây Phương Linh Sơn cũng không yên lòng, cũng là sợ thời khắc mấu chốt bị ngư ông đắc lợi. Vì thế Ngọc Đế cũng hạ lệnh cho Tây Vương Mẫu dẫn đầu 120 vạn thiên binh lặng lẽ tiềm phục sát bên ngoài Linh Sơn, một khi họ có dấu hiệu xuất binh lập tức vây khốn rồi cấp báo đến Thiên Phủ. Đáng tiếc cũng giống như yêu tộc đều bị xó mũi. Đến tại thời khắc cuối cùng, Tây Vương Mẫu cùng với Xích Khao Mã Hầu mới biết được Như Lai vốn đã xuất binh từ trước, đồng thời tiêu diệt luôn cả yêu binh cùng thần tộc. Sau đó hai bên liền thương lượng cùng nhau liên thủ tiến công vào Linh Sơn. Người đánh lén Thiên Đình cùng Hoa Quả Sơn thì chúng ta liên thủ đánh lén Linh Sơn, không kẻ nào được đắc lợi, tất cả hãy cùng đồng quy vu tận. Mọi người mắt thấy Như Lai tức giận mà ngất đi cũng đều sửng sốt đến ngây người, thâm tâm đều chấn kinh cũng phẫn nộ. Thế nhưng dù là thế nào cũng phải thu thập tàn cục trước mắt. Sau đó Quan Âm Bồ Tát tiến lên rút ra cảnh dương liễu bên trong Ngọc Tịnh Bình, một giọt cam lồ từ đó nhỏ ra, chỉ một thoáng một đạo quang mang ấm áp dập dờn mà bao phủ. Như Lai cũng theo đó dần tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, Như Lai lập tức dùng đại pháp lực độ hóa tù binh là thiên binh cùng với yêu binh. Như Lai đương nhiên mang thực lực của cấp bậc thánh giả, thế nhưng là lập tức độ hóa hơn 100 vạn người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ đây là 100 vạn thiên binh yêu tộc, có thực lực chẳng hề tầm thường. Chúng Phật Đà vừa nhìn không khỏi hai mặt nhìn nhau, rơi vào đường cùng,
chỉ có thể đình chỉ liệu thương cùng nhau đứng dậy, thi triển pháp lực trợ giúp Như Lai. Cứ như vậy, trừ một số thiên tướng cùng yêu tộc đầu mục, còn lại tất cả đều bị độ hóa. Thế nên, vật binh vốn còn lại 200 vạn, sau một hồi liền trở thành 300 vạn. Mà những thiên tướng có tu vi cao, không thể độ hóa, liền bị phế kỳ pháp lực, sau đó bị đánh vào địa ngục luân hồi. Còn bao quát các yêu tộc đầu mục như Ngô Ma Vương, Bằng Ma Vương, Tê Giác Quái, Sư Đà Vương cùng với những yêu vương có thực lực khác, tất cả đều bị thu làm tọa kỵ. Độ hóa xong tù binh, 100 vạn Phật binh ở lại tiếp tục chiếm giữ thiên đình, còn lại 200 vạn Phật binh cùng theo Như Lai lập tức trở về. Mà thời khắc này, Tây Vương Mẫu cùng với Xích Khảo Mã Hầu đã hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ Linh Sơn. Tuy nhiên tổn thất nặng nề, hơn 200 vạn liên quân cũng chỉ còn lại không tới 60 vạn. Thế nhưng, họ đã cùng nhau tàn phá Linh Sơn Thánh Địa không thương tiếc. Tổn thất này vẫn là đáng giá. Tôn Ngộ Không cùng với Đường Tam Tạng đã trốn thoát. Tây Vương Mẫu cùng với Xích Khảo Mã Hầu đã liên thủ chiếm cứ Linh Sơn. Tuy nhiên, đại quân Phật binh từ Thiên Phủ sắp kéo đến. Liệu liên quân hai phe có đủ sức chống lại? Còn Mỹ Hậu Vương đã trốn thoát đi đâu? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 20, Ký ức Nữ Hoa. Để biết thêm lai lịch về Ngọc Hoàng Đại Đế Nhị Lang Thần, Na Tra Tam Thái Tử, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.